Chiếc KB3 2021. Được. Dòng này là cái phiên bản mới nhất của năm 2019, khi nó được sở hữu những cái thiết kế đẹp mắt. Mặt trên thì được làm bằng một tấm kính cường lực nhé, đem lại cái một cái nhìn rất là sang trọng khi chúng ta bày biện trong phòng khách. Và các góc cạnh thì được vuốt vát đi cho nó có điểm nhấn nhá. Lỗ thông hơi thì hình dẹp nằm ở bên trên. Ở bên dưới thì như các bác cũng biết, những cái mạch công suất của con B3 2020 và con 2021 thì nó được sở hữu một cục nguồn cực to luôn, và đưa vào đó là bốn con sò Toshiba lớn để ổn định cái nguồn công suất cũng như là chất lượng về tiếng trầm nó đưa ra trong quá trình sử dụng nhiều giờ đồng hồ, nó vẫn ổn định về cái công suất. Và tất cả các thông số nó đều được ghi đầy đủ ở đằng mặt sau. Đây, model con này là 2021, sẽ là phiên bản bát điều hướng. Còn con 2020 thì nó sẽ là bát đối đất, để cho chúng ta lựa chọn vào những cái không gian nhà nó khác nhau. Đấy, em tắt tiếng súp đi nhé. Và thông số thì nó được ghi tất ở đây, và có cầu new trick đỏ đen này. Em xin lỗi. Hai level input và lay in hoa sen, và đảo pha và volume và cắt cốt đây. Dây nguồn thì được tích hợp luôn ở cái cầu trì đây. Đấy, đảm bảo khi chống sốc điện, thanh nhôm tản nhiệt được dựng đứng. Dòng này là dòng mạch AB nên chắc chắn này chúng ta sử dụng nó sẽ sinh nhiệt rồi, và cái tản nhiệt nó rất là tốt, các bạn hoàn toàn yên tâm. Ngoại hình thì đẹp, chân thì được thiết kế dạng chân thấp, nhìn là cân đối. Mặt trước thì căng bằng lụa mềm vô cùng sang trọng, nằm sâu bên trong là một chiếc bát 30. Bát 30 này thì được tẩm dầu nhé các bác nhé, để nó chống ẩm và côn trùng. Nó cũng như con B3 2020 đều được sở hữu một cái bát tẩm dầu, một công nghệ mới của hãng đưa vào để cho người tiêu dùng chúng ta, vâng, cho người tiêu dùng, cho người sử dụng chúng ta được yên tâm hơn khi sử dụng trong quá trình khí hậu ở Việt Nam chúng ta là nó độ ẩm cao cũng như là côn trùng nhiều, hoàn toàn yên tâm khi chúng ta sử dụng. Em đã tăng volume, giờ em lại đến mở súp thì chúng ta cùng cảm nhận. Và em cũng test luôn một đơn hàng cho anh Hà Văn Hợi nhé. Anh Hà Văn Hợi, anh ở thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ. Anh ở Phú Thọ. Chiếc Super 32021. Chúng em xin công bố giá luôn. Chiếc B3 2021 này sẽ có giá là 3.200.000 đồng. Các bác chỉ cần bỏ ra một số tiền nó không quá lớn để được sở hữu một công nghệ, một sản phẩm, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trong âm thanh số cũng như là âm thanh karaoke. Vâng, cũng đủ thời gian chúng ta thẩm định chất lượng rồi. Giờ em xin phép được dừng video nhé. Em là dừng video để đóng hàng cho anh nào đấy? Anh Hợi nhé, anh Hợi, anh ở thành phố Việt Trì ạ.